Và đây là một cái chiếc bóng năm đó các bạn ơi. Rồi không biết là mình kéo ra cái con cá gì đây. Mình vẫn chưa có con cá sấu vương miệng với con cá mập vương miệng đó nha. Rồi lần này không biết là có nón dương miệng hay là không. Và đây là một cái con cá sấu thay ma bị rớt nón rồi. Và đây là hai chiếc bí ngô may mắn dành cho hai bạn may mắn. Và các bạn đầu tiên tên là Tuấn Eber và bạn thứ hai tên là On Is Boring. Đó, để chúng cái gói là mũ bí ngô mập mờ và mũ bí ngô giận dữ nha. Đó, và các bạn nào muốn tham gia nhớ là comment cái ID nhân vật. Đó, và chọn cái mũ các bạn muốn chọn. Rồi, và comment cái video này. Và đặc biệt là like cái video này và đăng ký kênh nữa nha. Ok, và ngày nay mình sẽ là thử test cái búa mèo đen này. Và mình vừa phát hiện một cái cục đá lấp lánh. Đó, để xem là có rare đá quý hay không nha các bạn ơi. Và đây là cái lần đầu tiên mình sử dụng cái búa mèo đen này đó mọi người. Wow, một cục kim cương xanh kìa. Quá là nhân phẩm luôn. Ủa ra chơi, lần đầu tiên mình sử dụng rare cục kim cương xanh luôn các bạn ơi. Không thể nào tin được. Rồi đập thử cục viên coi có ra cái cục gì nè. Ủa là trời rồi, cục đá. Và ta-da, và ngày hôm nay mình sẽ là đi sang cái con bọ mới nha. Đó, những cái con bọ thay ma và bướm thay ma. Và đây cái con ong thay ma mình vừa bắt được nè. Và cái trang phục của nó y chang là của mình luôn các bạn ơi. Đó không khác gì là mình hết. Hình như là mình với nó là hai anh em hay sao á. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái gói VIP Bat mới rồi các bạn ơi. Rồi, và mình chưa có thể review cho các bạn được. Tại vì là Nhóm Thành hôm nay gửi VIP Bat chậm cho mình rồi. Nên là tôi chưa có thể review, chắc là ngày mai hoặc ngày mốt á. Đó, phải đây cái VIP Bat là mùa chúa tể bóng tối đó nha. Rồi, quá là ghê gớm luôn. Và khi các bạn mua cái gói là 329k, các bạn sẽ được cái avatar động rất là siêu xịn sò. Rồi, để mình xem là các món đồ ở trong cái gói VIP Bat này nè. Mùa chúa tể bóng tối, phải đây có một cái gì đây. U là trời ơi, tóc chúa tể bóng tối này, sừng nè. Khuôn mặt, quá là đẹp luôn nha, quá xuất sắc các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy gói VIP Bat dành cho nam mà nó xuất sắc như thế này luôn đó. Rồi cái hòm cũng đẹp nữa nè, quá là ngầu luôn. Rồi cái bàn nè cũng rất là xịn sò nha, đã phù hợp với cái chủ đề Halloween của chúng ta. Rồi một cái tấm vách ngang cái tường các bạn ơi. Rồi một chú gấu VIP Bat cũng rất là ngầu nữa. Và game cho mình một cái rất là bất ngờ. Lúc đầu tôi tưởng cái này là một cái quyền trượng, nhưng thật ra không phải quyền trượng mà chính là cái vợt bắt côn trùng đó các bạn. Ủa là trời, quá là sốc luôn. Đó, vậy là cái thông số cái vợt bắt côn trùng chúa tể bóng tối. Và cái thông số ở đây là tăng 45% xác suất xuất hiện côn trùng vương miệng và 35% xác suất tăng kích thước côn trùng. Nói chung là nhìn cái thông số thì nó cũng khá là tương đương với cái vật mây thiên thần đó các bạn ơi. Nó không kém hơn là bao nhiêu đâu mọi người. Đó, cũng rất là ghê gớm đó nha. Rồi, và đó tức là hôm nay thì mình chưa có sử dụng được cái vật này các bạn ơi, nên không có review cho các bạn được. U là trời, là chắc là ngày mai, ngày mốt ra mọi người. Và đây là cái thông số cái vật mây thiên thần nè. Đó, thông số cũng xem nhau hai cái nha. Không có cái nào mà xịn hơn cái nào các bạn ơi. Đó, rất là giống nhau luôn. Chỉ có điều là cái vật của chú tử bóng tối là nó cái tỷ lệ vương biệt là 45%, là nó hơn tí xíu. Nhưng mà cái tỷ lệ kích thước côn trùng thì cái vật mây thiên thần nó hơn 5% nha. Đó, nói chung là bù quay sớt lại là y chang nhau hết. Nhưng mà mình thấy một số bạn đã dùng cái vật này bắt rồi. Đó, tôi thấy đăng ở trên mạng. Và còn có các hiệu ứng là dơi bay re các bạn ơi. Và có hiệu ứng bốc khói nữa. Nói chung là cho là 10 trên 10 điểm luôn nha. Nhưng mà có một điều là cảm giác của mình là cái vật đó không bằng cái vật mây thiên thần này của mình. Thấy tôi cảm giác là bắt bọ không ngon bằng cái vật màu xanh này các bạn. Đó, tôi dùng cái vật này quen rồi mà những cái vật đó thấy khó bắt lắm. Rồi ok, có gì là mình sẽ là trên tay sau đó và tiếp cảm nhận cho các bạn sau nha. Rồi còn bây giờ mình sẽ là đi sang mấy con trùng thay ma mới và con bướm mới. U là trời mà chưa thấy cái con nào hết đó các bạn ơi. Wow wow, có một con các bạn ơi. Một con bọ ngựa kìa. Mà những cái con này không biết là cái con bọ ngựa thay ma hay là cái con bọ ngựa lé rụng nữa. Mấy cái con này rất là giống nhau luôn các bạn ơi. Rất là đỡ khó phân biệt nha. Wow, bằng ngựa chúa thay ma dương miệng luôn kìa. U là trời, cái con đầu tiên lên dương miệng luôn các bạn ơi. Quá là vui luôn nha. Đã hôm qua là xui cà na rồi, thì ngày hôm nay là game bù cho mình rất là nhiều. Wow, thêm một con bướm phượng cánh chim nữa kìa các bạn ơi. Hai con xịn trong một map luôn kìa. Rồi đó, để mình lượm cái con này nè. Đó, và không ra bọ mới gì cả. Tôi tưởng là cái con bướm thay me kia chứ. Ai ngờ là cái con bướm phượng này. Thôi kệ, bắt đỡ nha. Rồi lắm. Rồi xong, hụt là các bạn ơi. Mình bắt hụt rồi. Khoan từ từ nha, đó nó vẫn còn ở đây nha các bạn ơi, nó chưa biến mất đâu. Mình tin chắc là nó sẽ xuất hiện trở lại. Đó, các bạn nào mà bắt cái bọ hiếm mà bị hụt á, các bạn nhớ đừng có bỏ mép nha, đừng có rời mép nha. Để các bạn sẽ là cố gắng là đi tìm xung quanh, để đảm bảo nó sẽ quay trở lại các bạn thôi.
rồi và trời sắp tối rồi cũng không biết là nó có xuất hiện hay không các bạn ơi. À đây thôi, nó không bỏ đi kìa mọi người, một cái chuyện rất là lạ nha. Bây giờ là trời sắp tối rồi mà cái con bướm này nó vẫn chưa bay đi các bạn ơi. Ảo thật đấy. Và mình hy vọng cái con bướm này đừng có bay đi nữa nha. Đó, mình sắp tóm được nó rồi. Chuyện lạ quá các bạn ơi, nó không có chịu bay đi kìa. Rồi ok ok, bình tĩnh nè. Rồi lắm. Wow, rồi một con bướm phượng cánh chim 111mm. Rồi nói chung là trong cái xui thì cũng có cái may nha. Đó, cái xui là tôi không thấy là bọ mới đâu cả. Đó, mà cái may là tôi đã bắt được cái con bọ VIP này rồi. Và đây là cái video clip của các bạn đã săn được cái con bướm thay ma. Và đây là cái video clip của bạn Anna My. Đó, để nhìn thấy con bướm thay ma ở trong khu vực hometown nha. Đó, có rất nhiều khu vực xuất hiện luôn. Rồi, và mình sẽ cho các bạn xem là từng khu vực nha. Ok, và xem mà nó bắt nè. Thấy cũng khá là đơn giản đó các bạn ơi. Wow, 255mm. Và cái khu vực thứ hai mà bướm thay ma xuất hiện đó chính là trong khu camping nè các bạn ơi. Ủa là trời rồi, của bạn Tờ Lan đó đã bắt được thành công con bướm thay ma. Đó, và cái khu vực thứ ba đó chính là bên trung tâm thành phố nha các bạn ơi. Đó, và khu vực thứ bốn đó chính là Bờ La Gia. À, vậy như là con bướm thay ma này xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và theo nghĩ là có thể là thời gian cùng với cái lúc là con bướm Alexandra, từ phút thứ 9 đến phút 23 và phút 39 đến phút 53 nha. Đó, mình nghĩ là như vậy thôi. Còn đây là cái con bọ hung thay ma đã một bạn ở trên mạng đã bắt được thành công. Ô là trời, quá là nhân phẩm luôn. Con này mình kiếm hoài mà không ra các bạn thôi. Và cái vị trí để bắt cái con bọ hung thay ma là chính là bên khu trung tâm thành phố nha, và vào ban đêm. Và cái thời gian bắt đó chính là phút 26 đến phút 36 nha. Đó, và phút 56 đến phút 06 nha các bạn ơi. Rồi, và mình thấy có nhiều bạn lại săn cái con chuột này hoài trong một tiếng mà không có con chuột nào hết. Ô là trời đó, tôi thấy có nhiều bạn là làm hết cái thời gian mà chưa bắt được ba con chuột nha các bạn ơi. Đúng là quá đẳng cấp luôn. Rồi đó, thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn nha cách tìm ba con chuột nhanh nhất có thể. Đó, hôm qua mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi mà không biết là các bạn đã có xem hay chưa. Đó, mình sẽ là hướng dẫn lại nha. Thì các bạn sẽ là đó, bắt hết tất cả cái con bọ ở trong đây nha các bạn ơi. Đó, các bạn không trừ con nào hết. Ví dụ là các bạn không tìm thấy chuột nha, thì các bạn sẽ bắt mấy con bướm nè, mấy cái con rết nè, rồi mấy con nhện nhện đó các bạn ơi. Đó, đa số là các bạn sẽ bắt hết ở trong đây đi. Và sau một cái thời gian thì nó sẽ là reset bọ trở lại nha. Đó, và mấy cái con chuột sẽ có tỷ lệ xuất hiện trở lại nha các bạn ơi. Và không phải ngẫu nhiên là game cho bắt be con chuột cùi bắp đó mà trong vòng một tiếng đồng hồ. Và khi là tôi nhìn cái thời gian là tôi đã thấy nghi rồi đó, không lẽ bắt be con chuột cùi bắp này khó như vậy sao? Ô ra trời, nhưng mà game đã tính toán hết rồi nha, đó mọi thứ đã trong tầm tay của nhà phát hành rồi. Rồi đó, thì các bạn thấy cái mốc thời gian của mình đó, chưa đầy là 10 phút mình đã săn được 3 con chuột rồi nha. Đó, nói chung là siêu nhanh nhất có thể nha. Đã hôm qua là mình đã bắt được trong vòng 8 phút các bạn ơi. Hôm trước thì mình cũng rất là hơn á. Đó, đã săn thành công 3 con chuột không phải đợi trong 1 tiếng đồng hồ. Rồi, sau hãy hoàn thành nhiệm vụ khá là đơn giản. Rồi, nhận X3 nè các bạn ơi, 600 xu. Wow, và mình đã hoàn thành trong cái bộ show tập sự kiện nè các bạn ơi. Rồi, nhận thêm 500 xu nữa nè. Và mình đã nhận cái móc thứ hai rồi, cái hộp thứ hai. Wow, nhận cái mặt nạ phòng độc nè. U là trời rồi, Lusuri luôn. Và như vậy mình đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong cái bộ show tập này rồi. Chỉ còn lại 3 cái sự kiện nữa thôi. Đó, thì mấy cái này phải là đợi thời gian nha. Không có muốn làm là làm được đâu. Phải đợi qua ngày mai nha các bạn ơi. Đó, cái này phải là 5 ngày nữa thì mới xong hết mấy cái sự kiện này. Tại là game phải cho một ngày là một cái à. Rồi, và tiếp theo mình sẽ là hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ của Rose nha các bạn ơi. Đó, nhiệm vụ đi tìm vali nha. Có nhiều bạn này vẫn chưa biết cách tìm cái vali ở đâu cả. Rồi, thì mình sẽ chỉ các bạn cách vị trí tìm và cũng như là cách di chuyển nha. Rồi, và NPC là bắt chúng ta là ra cái chỗ là kênh trung tâm thành phố. Mình sẽ là hướng dẫn các bạn cách di chuyển nha. Các bạn sẽ qua bên cái ống cống bên này nè. Hai cái ống cống này các bạn ơi, nó sẽ là dẫn chúng ta ra trung tâm thành phố nha, không phải Blazer đâu. Đó, thấy chưa, khá là nhanh luôn. Rồi, và tìm ở con kênh là ở chỗ này nha. Đó, cái nước màu xanh xanh này các bạn ơi, các bạn sẽ là tìm dọc xung quanh cái khu vực này thôi. Đó, nó nằm dưới nước nè. Đấy, thấy chưa mọi người ơi. Ok, khá là đơn giản. Wow, thêm một con bọ ngựa đây các bạn ơi, không biết là con bọ ngựa gì hết. Rồi, nói chung là ba con bọ ngựa thay ma nè, bọ ngựa lá rụng nè và bọ ngựa nhảy nè. Thì màu sắc y chang nhau luôn, không khác cái chỗ nào hết. Và mình đã biết một cách để phân biệt. Đó, các bạn sẽ nhìn vào cái ánh mắt của nó nha. Và đây là hình ảnh hai con bọ ngựa thay ma nó sẽ nằm phía bên tay trái. Đó, cái con có cái nón dương miệng đó các bạn ơi. Cái mắt nó sẽ là nheo lại và mắt nó to hơn. Và cái con bọ ngựa nhảy thì nằm sẽ nằm bên tay phải nha. Đó, thì cái mắt của nó ít sáng hơn các bạn ơi. Và đó là cách phân biệt nha mọi người.
Rồi thì sáng giờ là đảo hết xung quanh map mà vẫn chưa thấy con bướm thay ma nào cả. Đó, không biết là mình có bị xui hay không nữa các bạn ơi. Rồi 2-3 hôm nay là không thấy bọ mới đâu hết. Đó, ngay cả con tắc kè hoa thì mình cũng chưa gặp bao giờ. Ủa là trời. Đó, và mong là sắp tới là game sẽ tăng cái tỷ lệ bắt bọ nha. Ví dụ là cái sự kiện đó chính là tập kích côn trùng đó các bạn ơi. Đó sẽ tăng tỷ lệ x2, x3 bọ rất là nhiều luôn. Đấy, mình nhớ là năm ngoái đó mọi người. Đó, rất là nhiều bọ bắt, rất là đẻ nha. Đấy, năm nay không có. Rồi, hình như là không có rồi các bạn ơi. Chắc là mình sẽ là về nhà về câu cá quá. Wow, rồi một chiếc bóng bốn đi các bạn ơi. Rồi, hy vọng đừng có hụt nhang nữa. Hoặc là lên cái con khải cẩu các bạn ơi. Hải cẩu mình chưa có. Đó, mình thấy là nhiều bạn đã có rồi. Mình chỉ có cái con rùa thôi và cái con cá đuối đỏ. Đó, bóng bốn nha. Rồi, ấm ba la, lên hải cẩu đi. U là chờ rồi, lên con cái đuối các bạn ơi. Rồi không lên hải cẩu rồi. Rồi lại tiếp tục một chiếc bóng bốn đây các bạn ơi. Rồi không biết lần này có lên hải cẩu hay không nha. Rồi đớp luôn kìa. Ấm ba la hải cẩu đi. U là chờ rồi, con rùa về thay ma các bạn ơi. Kỷ lục mới luôn, đã 188cm luôn nha. Rồi không có cái nón dương miệng rồi. Ok. Và như vậy là cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.